Ui. Ui anh Thiên. Anh Thiên đây. Ừ. Ờ thế anh bao giờ ra lễ cây ba đấy? Lễ cây ba? Vâng. Có lẽ là chắc để cho cái đợt này cái bài anh em cây khế của anh nó hít dâm dỗ lên rồi anh ra nhá. À cái đợt có ra, chắc chắn có ra. Có. Ui Thiên. Cái bài xóa hết sao? Em thấy ghi là To Be Continue từ 2012 và anh không chịu ra phần 2 không? Xóa hết rồi. Xóa hết. Đã gọi là xóa hết thì có nghĩa là hết. Là hết luôn. Hết luôn thì... Không có phần 2. Hết luôn. Thế mày To Be Continue. Cái gì đấy? Chưa không đảo chưa. À. Mà em thấy là trong bài đấy là anh nói nhau hay lắm đúng không? Ừ. Giỏi võ đúng không? Ừ. Anh dân võ mà này. Thế mới biết thì. Chính xác. Em bảo. Có cái thằng Nam Bất Đây với thằng Sinh Phú Thọ. Nó dọa đấm vỡ mồm em. Ờ. Anh xử lý em cái. Quánh vỏ mẹ nó đâu rồi? Nó đâu ạ? Ừ. Đây nó là này. Chiến luôn. Nó sau rồi. Nó vẩn mẹ của anh Thiên rồi. Ô nó chết rồi. Đâu anh? Đâu rồi? Ủa chết. Ông này thế gì? Muốn kiếp là anh em. Muốn kiếp là anh em. Muốn kiếp là anh em. Từ giây phút chúng mình kết nghĩa anh em. Hai thằng này, chúng mày cần gì anh sẽ giúp. Từ giây phút kết nghĩa anh em này, anh và thằng này cần gì giúp em sẽ giúp. Từ giây phút kết nghĩa anh em này, anh và thằng này cần gì giúp em cũng sẽ giúp. Rồi ok. Hai thằng này lên anh bảo. Đây. Bây giờ nhà nhá. Tối nay anh đi hát. Mày nói với con sư tử nhà anh ra là anh Thiên chỉ đi hát không có tay vịt. Hồng đâu anh vỡ mồm nhá. À, cái đấy thì chị Nhã biết rồi anh ạ. Sao lại biết? À, cái đấy là bởi vì trước đây cái 5 phút bọn em kết nghĩa anh em với chị Nhã thôi. Cái gì của chị em cũng biết, việc gì của chị bọn em cũng giúp. Rồi rồi. Chúng mày giết tao rồi, giết tao rồi. Con rồi. Mãi lại anh em. Hey. Mãi là anh em, mãi là anh em. Anh em có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu. Hôm nay em sẽ bao anh một chậu bét tè là nhẹ luôn. Không sai không về. Anh cho em mượn cái chìa khóa xe em ra em rút tiền ở thẻ. Chuyện nhỏ nhất trí. Chuyện nhỏ. Các bạn đó. À, em xin. Ok. Nhanh lên nhá, anh chào. Vâng. Hey. Có anh thằng này đi lâu thế kìa. Bực mình thật. Mãi không về. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang cắm xe. Xe được đấy. Được anh. Tao chào mày. Em muốn bán xe này. Mày bán xe này gì? Ờ. Xe của ai? Xe của em. Của mày gì? Đúng rồi. Bao tiền? 2 tỷ ạ. 2 tỷ gì? Ờ. Tí chuyển khoản luôn. Đưa chuyển khoản đây. Đấy anh. Bắt tay. Bắt tay. Cút. Chuyển ngon đấy. Được đấy. Ui giời. Đáng ngon. Ui giời. Ui anh Thiên, anh Thiên. Ui em hâm mộ anh quá đây. Có phải anh ngày xưa anh hát bài xóa hết lệ cay không? Ui em hâm mộ anh lắm đấy. Cảm động quá. Thực sự là anh rất là vui bởi vì sau bao nhiêu năm mọi người vẫn nhận ra anh. Ui. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, em cảm ơn vâng. Ui. Vâng. Nà, anh bảo em bảo anh ra chụp em cái ảnh cái. Ok anh sẵn sàng cho anh. Vâng vâng. Nửa năm sau. Anh chụp cao lên, chụp thẳng điện thoại. Không phải, chất cho bên này một tí. Không, bên này. Chán thế nhở ca sĩ hàng tiếng nhở chụp cái ảnh chán không có trên được chụp ơ đi tôi nhờ tôi khác chụp lại thôi. Ôi anh Thiên à? Ừ. Ôi lâu lắm mới gặp anh nhá. Ôi thế giờ này cuộc sống anh nào? Anh vẫn khỏe à? Thế xô chậu hát hát nào? Anh đi vẫn đều. À vẫn đều. Ui. Mà dạo này em thấy anh nhà ngủ hơi muộn đấy. Mà thằng em làm gì mà biết cả anh ngủ muộn đi. Ôi lại chẳng. Mà em còn biết cả vợ chồng anh ngủ muộn nữa cơ. Thì anh đi diễn về nên ngủ muộn là chuyện bình thường mà. Mà sao em biết vợ chồng anh ngủ muộn? What? Thì em nằm dưới gầm giường nhà anh mà lại. Nằm dưới gầm giường nhà anh nhá. Vâng. Thì đấy hôm qua lúc mà anh về muộn mà anh đứng ở cổng đấy. Còn vợ anh nó có đuổi em xuống gầm giường để trốn anh. Vãi. Tiệt sự chúng mày. Mèo mả cá đồng à. Anh em như thế à. Anh em kinh khế. Cảm ơn. Ê Thiên. Ừ. Tao phải thật mày á. Ví dụ mà sau này mà mày giàu thì mày sẽ làm gì đầu tiên?
Tao giàu á? Nếu tao mà giàu thì tao sẽ mua nhà, mua xe cho cả mày và tao. Ui, bởi vì mình là anh em mà. Ui, mày tốt thật đấy, thiệt ạ. Tao quý mày từ thời còn ITV nữa. Quá tốt, bạn bè quá tốt. Được. Thế còn mày, thế nếu như sau này mày mà giàu thì sao? Tao mà giàu trước mày á thì tao cũng sẽ mua nhà, mua xe cho tao. À, mới sướng. Thế còn tao thì sao? Mày á? À, mày sẽ là xe ôm riêng của tao. Anh à? Dạ. Ngày mai anh đi công tác xa rồi. Vâng. Đợt này anh đi nước ngoài, chắc đi khoảng 6 tháng mới về đấy. Anh lo quá. Mà thôi, ở nhà mọi công việc anh giao cho em hết đấy. Vâng, đã là anh em thì anh hãy tin ở em. Anh tin em à? Mà ở nhà thì nói thật là anh lo nhất là vợ. Vâng. Ở nhà chú chăm lo giúp anh nhé. Vâng ạ, riêng chị nhà thì anh yên tâm ạ. Em sẽ không để một thằng nào có đủ tuổi động vào vợ anh đâu ạ. Thế thì anh yên tâm. Vâng ạ, anh yên tâm mà đi anh nhá. 6 tháng sau. Ui, chào anh. Hey. Có gì mới không em? Sao quá? Vợ anh có bầu rồi. Có bầu à? Quái nhỉ. Trước lúc đi anh có làm gì đâu mà giờ này có bầu nhỉ? Thì nó phải con của anh đâu. Thế bây giờ không phải con anh thì là con của thằng nào? Mà trước khi đi chú đã bảo là không để thằng nào đụng vào vợ của anh cơ mà. À thì đúng rồi, có thằng nào đụng vào vợ anh đâu anh. Còn mũi em. Cái thằng đấy là của à, của thế chả của em mà cái thằng bỏ mẹ là vào đây. Anh Thiên, mình là anh em đúng không? Đúng rồi, mình là anh em. Mà đã là anh em thì có phúc cũng được, có họa cũng chịu. Cái gì là của anh là của em, mà cái gì của em cũng là của anh luôn. Wow, wow. Quá tuyệt vời đó anh trai. Thế anh sang tên con mẹ cả cho em đi. Chuyện nhỏ, vớ vẩn nó đi. Thật tuyệt vời anh trai ạ, anh đúng là anh trai của em. Nghe ấy chuyện, anh là Thiên mà đi. Anh là Thiên, Thiên, Thiên. Thế ngoài em ra thì anh còn người anh em nữa không? Người anh em không. Ôi này, thế sao hôm qua em thấy vợ anh gọi thông xoáy ca là chồng? Anh Thiên, anh Thiên. Hả? Anh trả tiền em đi. Giả em tiền á? Anh nợ em tiền hồi nào? What? Anh quyền nhanh thế. Cái đây chục năm anh mượn em 20 anh đã giả đâu? Hơn chục năm trước anh gặp em ở đâu? Anh không gặp em nhưng mà em gặp anh. Gặp ở đâu? Gặp ở trên TV. Thì gặp trên TV. Thế nhưng anh mượn chú 20 để làm cái gì nhỉ? Ôi trời ơi, anh lại quên nhanh rồi. Ở đấy anh về anh hát ca nhạc ở chỗ Hà Nam quê em đấy. Em vào em xem anh mất 20 đấy. Cái gì mà bây giờ nhá. Anh gặp em rồi đúng không? Anh xem em rồi đúng không? Hòa. Giả em 20 đây. Giả mày 20 á? Thế thì không phải. Nhưng cái gì? Lấy tiền đây. Thằng này làm sao? Cứ vào vô vẩn. Đây, 20. 20, xin luôn 20. Tiền lãi, tiền lãi. Tiền lãi, xin luôn. Ôi giời, mỗi 20 nợ mấy chục năm giờ nó giả. Mày. Đời, buồn. Cảnh lắm mày ạ. Làm sao mà cái? What? Em kể nghe nhé. Em với thằng Đạt Villa chơi với nhau từ nhỏ. Hai thằng cùng nhìn trộm gái tắm. Thế mà bây giờ nhá, nó nổi tiếng không? Nó quên em. Anh bảo có cay không? Kể ra thế thì cũng cay thật. Cái cay không? Phải tao đánh vỡ mặt luôn đấy. Mày đây. Dạ. Thế. Mày mới nói nhìn trộm thế nào tắm thế? Thì anh có vẻ háo hức nhỉ. Con bé này á, được cái xinh gái. Ui giời, ngoan lắm. À đâu chết rồi. Mày như là quen anh à? Người quen anh hay sao ấy? Em thấy là có hình như là có biết anh ấy. Quen anh á? Vâng. Ai nhỉ? Đấy, hôm qua thấy đi uống nước cùng nhau vui vẻ. Uống nước cùng anh á? Đúng rồi. Uống nước ở đâu? Ở chỗ gì nhỉ? Hồ Điền Lừ, chiều qua 3 giờ đấy. Hồ
Thì đấy. Ủa rồi kìa. Vợ anh đấy. Ủa vợ anh à? Vợ anh đấy. Ôi giời. Ôi giời, vợ anh à? Ôi giời, chả sao ngon tất ý. Muốn kiếp lại anh em. Muốn kiếp lại anh em. Muốn kiếp lại anh em. Anh em cái gì? Cái thằng này. Thằng này làm sao? Mày. Em hỏi anh nhá. Ừ. Anh em đúng không? Là phải san sẻ với nhau đúng không? Ừ. Thế mà hỏi anh. Thế sao lộ em đi hú ý với vợ thằng này mà anh không rủ em? Ơ. Thì bác là anh em. Đã là anh em phải nhiệt tình, không có gái gú vợ con thì toàn mày hết. Gái gú phù du vợ cái gì mà vợ. Đỡ bản thôi. Rồi rồi rồi, anh biết rồi. Đã đi, anh về. Anh đang đi gặp đối tác một tí nhá. Lại thêm một thằng nó phép. Vợ là một đoá hoa hồng, vợ là sự tự hà đông, vợ là nắng gặp mưa xanh, vợ là giốn tố. Alo. Anh về bây giờ, anh về.